nhắc tới ý tí. Tôi nghĩ có tới hơn 50% những người ấn vào xem video này chưa hình dung ra ý tí là địa danh nào, có gì đặc biệt ở đây. Sau thông tin được quy hoạch làm khu du lịch núi cao nhất Việt Nam và cũng có thể là cao nhất cả Đông Nam Á, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phát triển Y Tý trở thành Sapa thứ hai, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng núi. Và tất nhiên, đây là khu vực đón đầu về sự phát triển của bất động sản nông nghiệp đa dụng. Nói đến Y Tý lại hơi bệnh nghề nghiệp một tí. Gần cuối video các bạn sẽ biết lý do của chuyến đi lần này, chuyến đi công tác cuối cùng của năm 2022 trước khi nghỉ Tết. Đoàn xuất phát từ Hà Nội lúc 5 giờ sáng, đi dọc hết tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, sắp tới sẽ được mở rộng thành hai làn từ Yên Bái lên thẳng thành phố Lào Cai và chạy toàn tuyến là 100 km/h. Thời gian di chuyển sẽ rút ngắn từ 4 giờ xuống còn 3 giờ. Đường đi Y Tý giờ đã đẹp hơn trước rất là nhiều rồi, nhưng đoạn cách 20 km tới Y Tý vẫn thuộc dạng xấu như ma cấu, chống chỉ định nhưng tay lái yếu và chị em hay bị say xe. Tổng thời gian di chuyển từ Hà Nội lên tới Y Tý là khoảng 6 giờ. Ai chưa lái quen thì chắc mất tầm khoảng 7 tiếng đồng hồ. Cả đoàn nghỉ ngơi tại sảnh homestay, một trong ba homestay của tập đoàn Big C tại Lào Cai. Ở Tà Phìn và Tà Van là hai homestay lớn hơn. Đặc trưng nhà ở Tây Bắc là những căn nhà trình tường truyền thống của đồng bào dân tộc. Tường đất dày 40-50cm để chống lại cái lạnh của vùng cao. Homestay của bên mình cách trung tâm xã là 2 km, quãng đường siêu sóc. Cả đoàn ăn trưa tại trung tâm xã. Quy hoạch Y Tý sau này có rất nhiều thứ hay ho để nói. Chắc là tôi sẽ phải để dành trong những video sau rồi. Giờ ăn đã. Công nhận rau và thịt gà ở Y Tý ngon hơn dưới xuôi rất là nhiều lần. Cái này các bạn phải tự trải nghiệm rồi, vì qua video thì không thể nào mà truyền tải được hết. Chờ mãi một đoàn xe sau vẫn chưa tới thì mấy anh chị em rủ nhau ra công viên chẳng thèn chơi. Nơi có hai cây tình yêu là địa điểm check-in nổi tiếng. Nơi đây tập trung phát triển du lịch cộng đồng với nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Hà Nhì. Có nhiều người không biết thì hay bảo là ra chỗ hai cây cô đơn mà chụp ảnh. Ủa, hai cây thì làm sao gọi là cô đơn ta? View xuống dưới dụ bậc thang và rừng nguyên sinh hùng vĩ. Chỉ muốn ở đây thôi, chẳng muốn về các bạn ạ. Tạt ké qua cột mốc 87 và cầu Thiên Sinh, cây cầu ngắn nhất Việt Nam với chiều dài lên tới 1 mét. Cuối cùng thì đoàn xe cũng tới. Một đặc sản cảnh sắc của Y Tý, tia nắng xuyên qua mây. Mục đích của chuyến đi lần này là từ thiện phát gạo cho bà con đồng bào vùng cao tại Phan Cán Sử, nhiều cổ san, tả gì thằng và diền sáng. Vẫn còn nhiều gia đình đồng bào Tết tới rồi mà chẳng còn gạo để ăn. Một chút gạo nhỏ của tập đoàn BC hy vọng sẽ giúp đỡ được bà con một phần nào đó.
tranh thủ ghé ngang qua vườn rau của Sánh Homestay, nơi sản xuất rau hữu cơ của Big Agri tại Y Tý, rộng khoảng 5 hectare, trồng chủ đạo là bắp cải, cải thảo, súp lơ và su hào. Rau hữu cơ được trồng ở nơi cao và lạnh như Y Tý thì ngon hơn dưới xuôi rất nhiều lần. Cái này thì khỏi phải bàn cãi. Sau khi sửa chữa nơi lưu trú là hai căn nhà trình tượng ở phía trên, nơi đây sẽ bắt đầu phát triển về du lịch trải nghiệm đầu tiên tại Y Tý. Xong việc thì về nghỉ ngơi báo cáo cho trong nhà cái đã. Ở Y Tý mùa đông trời tối cực nhanh, nhiệt độ giảm xuống còn 2 cm. Một nồi lẩu cá tầm với chút rượu liếc thì còn gì bằng. Tối hôm đó tự nhiên ngồi không lại thấy nhớ mấy anh em trong team thế không biết. Mới lên cách đây hơn 2 tháng mà cứ ngỡ như là 2 năm ấy. Sáng hôm sau tận hưởng cái không khí buổi sáng trong lành một chút, rồi chuẩn bị lên đường về Hà Nội thôi. Hãy theo dõi bất động sản nông nghiệp đa dụng để có thêm nhiều góc nhìn về loại hình bất động sản mới và bền vững này nhé. Thân mến, chào quý vị và các bạn.